Nên một cái chương trình lễ viếng Quan Âm Bồ Tát này mà lớn như vậy, mà tượng Phật cho Đức Thỉnh rất là nhiều về, vì nhá, tượng Phật của chùa mình những đức thỉnh rất đẹp tượng Phật, để ngay lễ viếng Quan Âm Bồ Tát được này tặng quý vị. Nên mỗi một người đến lại Bồ Tát Quán Âm chiếc này, quý vị nhớ, bây giờ chưa đi những đức thông báo này, gia đình quý vị nói rõ ràng với vợ chồng, chúng ta sẽ thỉnh một bộ tượng Phật. Bây giờ ở nhà, ai là người ở nhà thì làm bàn thờ Phật sẵn đi, tính toán làm bàn thờ sẵn đi, chắc chắn quý vị sẽ thỉnh được bộ tượng Phật. Vì tượng Phật đợt này đem về rất nhiều nên quý vị sẽ thỉnh được một bộ tượng Phật là chắc chắn. Ngay ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà quý vị lại thỉnh được một bộ tượng Phật tại chùa tặng cho quý vị. Bộ tượng Phật này, mỗi một bộ tượng là những đức đặt hơn 1 triệu bạc đó quý vị. Tượng Phật chùa mình hoàn toàn tặng miễn phí. Trên mỗi một cái thùng tượng đều có để rằng tượng Phật tặng miễn phí, không có trả tiền gì hết. Chỉ có ai cúng dường làm tượng Phật thì tiếp tục làm tượng Phật tặng cho ta thôi. Còn cái gì hoàn toàn tượng Phật nhà chùa tặng là tặng miễn phí hết. Nên quý vị bây giờ nhà Đức thông báo chương trình lễ viếng Quan Âm, quý vị nắm rõ ràng là ngày 17 mình đi, hoặc là cỡ nào thì sáng 18, 3 giờ sáng, 3 giờ rưỡi gì đó, dễ lắm, là 3 giờ rưỡi. Vì có mặt tại đâu chàng ba, vì có khóa tu cực kỳ quan trọng. Rồi bắt đầu bật cái điệu niệm Phật lễ Phật lên, niệm Phật lễ Phật một thơ, đó là an vị Phật xong. Chương trình an vị Phật của quý vị cực kỳ dễ, thấy không? Quý vị coi tượng Phật nhân đức đặt mà tặng quý vị những đức động viên quý vị. Vì cái dịp này cực kỳ lợi ích một gia đình có thờ Phật Bồ Tát. Đó là chương trình tặng tượng Phật. Rồi những đức đặt 50.000 chiếc máy niệm Phật. Chẳng lẽ biết Bồ Tát Quán Âm này những đức chuẩn bị rất là hoành tráng. 50.000 chiếc máy niệm Phật không bao giờ thiếu. Từ dư không bao giờ thiếu. Chắc chắn luôn. Nên quý vị lợi dự lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, chắc chắn là quý vị thỉnh tượng Phật là có. Rồi quý vị năm nay, thấy không? Là chương trình như vậy. Quý vị nên phát tâm dũng mãnh lên để chúng ta cùng đến đây tu tập. Cái đặc biệt là quý vị biết rằng là cái chương trình lễ hội của chúng ta bây giờ có rất nhiều anh chị ca sĩ phát tâm để đi lại hát, mà nhiều ca sĩ hay lắm quý vị đến để hát. Ngày 18 là cái chương trình buổi trưa đó, 8 giờ đến giảng xong là có 10 ca sĩ hát. Rồi ngày 19 quy rang vậy luôn, để cho tất cả quý vị đến đây vừa tu tập được, vừa nghe pháp được, và vừa có ca sĩ hát truyền tải những bài hát nhân quả, những bài hát Phật giáo rất hay. Rồi cái đặc biệt vô cùng là phóng thanh cũng như thực. Chào mừng cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 12, vị trí hiện tại là mình đang đi trong khuôn viên chùa Niệm Phật Ba của Đại Tòng Lâm ở Vũng Tàu cả nhà. Thì tối đêm nay là ngày 18 tháng 2 sẽ là đêm đầu tiên tại chùa Niệm Phật Ba này. Thầy Thích Nhuận Đức sẽ tổ chức lại ở đây 500 lại cả nhà, và sau đó là ngày 19 tháng 2 sẽ là qua bên chùa Đại Tòng Lâm 500 lại ngày Vía Quan Âm Bồ Tát. Thì bây giờ bà con người ta đến rất là nhiều cả nhà, người ta đến từ chiều ngày 17 cả nhà, người ta đến để mà bên ban tổ chức biết mà sắp xếp chỗ ở. Với lại ngày 18 này là bây giờ là buổi trưa, nhưng mà bây giờ tới chiều là còn nhiều người đến lắm cả nhà. Ở bên này thì sắp xếp chỗ cho bà con ở xong rồi, sau khi đó không còn chỗ sẽ qua tiếp bên chùa Đại Tòng Lâm. Tại bên đó có cái khuôn viên chùa cũng lớn, cũng có một cái mái, cũng có cái nhà, có mái che rất là rộng lớn cả nhà. Còn ở đây thì có 3 dãy nhà, mỗi nhà một vậy đó, là xây 3 tầng lầu nên cũng nhiều lắm cả nhà. Nhưng mà hôm nay thì phải nói là mọi người đến rất đông. Và theo như chương trình của thầy Thích Nhuận Đức ta cả nhà, là vào ngày 18 tháng 2 là cái ngày đêm đầu tiên, bắt đầu là 3:30 là tất cả mọi người sẽ đánh thức dậy, và sau đó 4 giờ thì thầy Thích Nhuận Đức sẽ chia sẻ Phật pháp. Đến 5 giờ là bắt đầu cộng tu niệm Phật và lễ Phật. Lễ Phật hơn 1 tiếng là khoảng 6:15 là bắt đầu kết thúc khóa lễ Phật, và 6:30 sẽ đi dùng cơm sáng. Sau đó nghỉ ngơi tới 8:20 bắt đầu lại là tiếp tục tập trung vào trong chánh điện để mà niệm Phật. Tới 8:40 và thầy Thích Nhuận Đức sẽ lên chia sẻ Phật pháp tiếp đến 9:45. Thì trong 2 ngày lễ mừng ngày Vía Quán Âm đều có chương trình ca nhạc. Thì 9:45 là bắt đầu có chương trình ca nhạc, các ca sĩ đến hát đến 10:30.
sẽ là cúng thí thực, và 10 giờ 45 là dùng cơm trưa, và 11 giờ 15 là nghỉ trưa cả nhà. Thì 11 giờ 15 nghỉ trưa, sau đó tới 1 giờ 30 thì thức dậy, và 2 giờ thầy Thích Nhuận Đức sẽ tiếp tục chia sẻ Phật pháp. Đến 3 giờ rưỡi là cúng thí thực, và 4 giờ là dùng cơm chiều, và tối là bắt đầu chính thức là 7 giờ cả nhà. 7 giờ là chính thức sẽ là lễ 500 lễ đầu tiên. 6 giờ vẫn lên tập trung để mà nghe thầy chia sẻ về Phật pháp, và 7 giờ là bắt đầu lễ 500 lễ. Thì những ngày mà 18 giờ 19, hai ngày đó tất cả các bà con mà đến để mà dự lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát đều được tặng tượng Phật cả nhà. Nếu mà ai có tâm thành muốn thờ tùy vị Phật nào mà mình cảm thấy mình muốn học theo cái hạnh của ngài cả nhà, thì mình có thể thỉnh như là Phật Di Đà, là về hay đến chùa ở vụ Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà người nào muốn theo như thầy chia sẻ thì được 3.000 bộ tâm thánh tây phương. Vì vậy hôm nay tất cả bà con đến đây tham gia lễ Phật sẽ được những người nào mà cần sẽ được có cả nhà, còn người nào có giờ thì người ta sẽ nhường lại cho người khác. Thì hiện giờ phía trước là bắt đầu thầy đã gieo duyên cúng đưa phát tượng Phật cả nhà. Ai muốn thỉnh về thờ thì thầy đều tặng hết. Ở đây gồm có Phật Tam Thế Phật, Phật Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí là tượng đó nha cả nhà, tượng Tam Thế Phật ngồi. Rồi hình cũng có đó nha, hình đóng khung sẵn. Thì tùy theo ví dụ vị tích cho mình nơi phòng thờ của mình nó như thế nào thì mình có thể chọn lựa theo cái không gian, cái kích cỡ của nhà mình để mình thỉnh và mình thờ. Thì sau khi mà đến đây thì bắt đầu là ví dụ tập trung lấy chỗ nghỉ xong rồi bắt đầu lại đây là thỉnh tượng Phật luôn đó nha. Bây giờ mọi người khi mà thỉnh tượng Phật xong, người ta có thể ôm về chỗ người ta nằm nghỉ, người ta để đó để ngày mai người ta tập trung lại lý tối đêm nay 2 đêm. Cả nhà thấy quá trời người, người ta để ngay chỗ nằm của người ta luôn. Mỗi một người vậy được 3 vị Phật Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, Tam Thánh Tây Phương, Tam Thế Phật đó cả nhà. Thì một chút nữa khoảng 9:45 là chương trình nè cả nhà. Còn đây là có đôi con đường đi thẳng ra phía sau là gồm có nhà bếp là qua bên tay phải đó nha. Còn mình đi thẳng nữa là nhà vệ sinh. Nhà khu nhà bếp thì phục vụ ăn uống suốt luôn cả nhà cả. Chỉ cần thí dụ mình đến mình thấy đói bụng là tranh thủ đến mình ăn, tại vì một tí nữa là số lượng người nó sẽ càng ngày càng đông cả nha. Vì vậy người nào có thể ăn trước được thì ăn, tại vì một tí nó đông lắm thì nó sẽ không có không gian nhiều. Ở phía sau bếp này không gian nó không có rộng thoáng như ở trên đó nha. Con đường mình đang đi thẳng xuống như cái nhà phía trước, cái nhà bên tay trái là hai dãy nhà vệ sinh đó nha. Nhưng mà mấy ngày này thì thôi đông lắm, đi vệ sinh là phải cũng phải tranh thủ mà đi, đứng chờ lâu lắm đó nha, tại vì đông phải tìm nhiều chỗ. Nếu ở đây mà đông quá trong chúng ta có thể chạy qua bên Đại Tàu Lâm đó nha. Nhà vệ sinh bên Đại Tàu Lâm thì nó rộng nhiều hơn. Đây là mình đang đứng ở khu trên. Dãy trên này từ tầm nhìn từ trên quay xuống nhìn nó thoáng cả nhà. Đó, ở trong đây mỗi cái phòng gần có khi gần 10 người cũng có. Nếu mà số lượng người đông á cả nhà, còn ít thì 6-7 người. Đây là những cái hộp cơm mà các cô các chị đã gia sẵn. Hóa cơm thì gia hộp sẵn cả nhà, còn dao xào đồ để sẵn, khi nào mình lại mình nhận thì bắt đầu mình thích ăn dao xào nào thì mấy cô mấy chị đều múc để sẵn hết. Và đây là cháo nè cả nhà. Cháo thì món cháo này ăn nóng ăn rất ngon. Cháo nấu là bí đỏ với lại cà rốt
với lại nấm mèo với nấm nấm dơm nữa nha. Mà tùy mình ăn bao nhiêu cũng được, mà chỉ sợ no quá khó lại thôi nha, tức bụng á. Và đây là nước trà đá người ta phục vụ. Trời giờ buổi trưa nắng á nha, uống ly trà đá cũng đỡ khát. Cơm mà mấy cô mấy chị đây là ra liên tục á, phải nói là làm việc phải nói là hết công sức luôn đó nha. Cứ mấy trăm hộp cơm này hết là đưa mấy trăm hộp cơm khác lên, làm liên tục liên tục. Vì vậy mọi người đến đây là ăn uống cũng thoải mái, cứ đói là có thể mình lấy thêm, tùy thích mình ăn bao nhiêu hộp cũng được. Khi mình lấy cơm xong rồi rau xào thì mấy cô mấy chị mình thích ăn rau xào nào thì mấy cô mấy chị cũng gấp múc cho mình. Đa số chỗ nhà ăn này thì là chỉ dành là đứng phát cơm thôi, để bà con đến nó lấy ở cả nhà. Còn ăn thì mình bưng đi đến cái nơi khác, chỗ nào có chỗ ngồi, có cái đá hoặc có khi ngồi trên thềm cũng được cả nhà. Tại vì cái ngày này cái số lượng người về nhiều á, nên thì có đứng ăn cũng có nữa cả nhà. Số lượng người về nhiều nên vì vậy phải tranh thủ thấy ghế trống là cứ lại ngồi, hoặc là chỗ nào trống thì mình có thể vô ngồi cũng được, hoặc là mình tìm ở nơi nào thoáng mát mình cũng có thể ngồi đó mình ăn. Tại vì ăn cái tớp này xong rồi sẽ tới nhiều người khác đến nữa, sẽ từng tớp từng tớp. Hiện bây giờ là cái tớp này là bên niệm Phật 3, thì một chút nữa bên Đại Tù Lâm cũng sẽ qua cái nhà. Tại vì ở đây là số lượng người về quá nhiều nên ta chia qua bên chùa Đại Tùng Lâm này cả nhà. Nhìn những sinh linh mắc nặng nghiệp trong kiếp luân hồi, loài người chúng sanh tâm từ bi vẫn chưa tìm thấy, sân si hận thù tham mãi ham danh cầu lợi sát sanh, mặc cho muôn loài ta tự tạo nghiệp quên ngày tháng sau. Một ngày không xa, bao tội đời ta đã gieo ra, nghiệp trần của ta mang nặng trong tâm gây ngại chướng. Đau đớn bệnh tật than khóc, mong sao người đời nhận thấy, ăn chay niệm Phật để cho ngày sau cuộc sống an nhàn. Phật ta gieo duyên lành, cùng nhau chung tay giúp đời ngày mai mơ lòng nhân ai. Thương yêu muôn loài anh trai hằng ngày cho tâm thắng ngày, cùng nhau ăn chay, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tạo phước, cùng nhau ăn chay nguyện cho nghiệp trần giảm bớt đắng cay. Cuộc sống không may nhưng vì ăn chay nên đời thay đổi, bao nhiêu oán thù sát sanh bây giờ không còn trong ta. Chung tay giúp đời ngày mai mơ lòng nhân ai, thương yêu muôn loài anh trai hằng.
sống không may, nhưng vì ăn chay nên đời thay đổi. Bao nhiêu oán thù sát sanh bây giờ không còn trong ta. Cùng nhau ăn chay, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tạo phước. Cùng nhau ăn chay nguyện cho nghiệp trần giảm bớt đắng cay. Cuộc sống không may, nhưng vì ăn chay nên đời thay đổi. Bao nhiêu oán thù sát sanh bây giờ không còn trong ta. Cuộc sống không may, nhưng vì ăn chay nên đời thay đổi. Bao nhiêu oán thù sát sanh bây giờ không còn trong ta. Cùng nhau tạo phước, cùng nhau ăn chay, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tạo phước, cùng nhau ăn chay, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tạo phước, cùng nhau ăn chay, cùng nhau niệm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trừ Độc Tôn.